chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Stuart đồ với khối đồ chơi hàng hiệu của một cậu học sinh nghèo hiếu học. Stuart 110 là dòng xe mang cái dòng máu của nhà Yamaha hà, tuy không mang cái dáng dấp hầm hố như những người anh em là Exeter hay là Jupiter, nhưng cái Stuart lại sở hữu cái động cơ là bền bỉ và mạnh mẽ. Theo thời gian thì con chiến mã này đã được các biker chú ý nhiều hơn khi đời những bản độ đầy ấn tượng. Và cái chiếc Stuart đồ kiện đây một dẫn chứng cụ thể. Stuart đồ chiếc khối đồ chơi hiệu của một cậu học sinh nghèo. Khoác cho mình một bộ cánh toát lên cái vẻ sang trọng với cái sắc màu xé tách. Phần yên được gọt mỏng lại với kiểu dáng hài hòa, mang lại cái sự êm ái cho người ngồi. Có thấy em nó được tần tràn rất nhiều món đồ chơi hiệu cao cấp. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng các chi tiết nha. Rổ giữa ở phía trước khiến chiếc xe trở nên phong cách hơn rất nhiều. Tác dụng chính của em nó vẫn là chứa đồ. Phần đầu nhẹ nhàng với bao tay đồ nồ mẫu mới. Đồng hồ mini CNC ánh vàng. Tang thắng CRC tích hợp sao nấc tăng chỉnh xa gần và chống gãy. Hai phía tay lái được trang bị cái cụm công tắc Domino. Đồng hồ của Kosho Exeter 210 được chế bởi đèn Mỹ. Cái đồng hồ này có nền LCD ở góc phải, hiển thị các chức năng tiện ích như báo giờ, đo bình vân. Trang chân đầy cứng cáp, giá trị chỉ mong của Daytona. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa gaffer kết hợp cùng heo Rambo 2 bit đã xứng logo lớn. Bánh trước tạo điểm nhấn với hình ốc rô ti sang chảnh. Hai phía lốp máy tạo điểm nhấn với dây ốc titanium là cực kỳ đẹp. Ngoài ra những món đồ chơi titan lặt vặt như ti nằm nhớt, cổ bồ, ốc âm lửa vân. Và bên cạnh đó là cần số 2 chiều đến từ hiệu của Katet. Chân chống CNC màu vàng. Phía sau cánh trái với giảm sóc rét eo cho độ nhúng im ái hơn, với các nấc tăng chỉnh nặng nhẹ cũng như tăng thêm độ thẩm mỹ với ti và lò xo màu vàng. Đĩa tải nhôm CNC với kiểu dáng bắt mắt kết hợp hài hòa cùng với sợi sơn siêu vàng. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp tương tự như bánh lái trước với đĩa của gaffer kết hợp cùng heo Rambo 2 bit tới xứng quay ngược đầy ấn tượng với cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC ví dụ đến hiệu SBS. Ống xả nguyên thị tạo cái sức hút nhẹ nhàng với Oppo Spark Nano được chính chặt ốc rô ti. Và đây là bản góc ảnh rất đẹp của chiếc Stuart với khối đồ chơi hiệu cực chất. Exeter 10 độ xi đạp chai với phong cách Thái full kiển. Độ xe cũng là một trong những môn nghệ thuật đòi hỏi nghệ nhân phải có kiến thức về xe máy, bỏ nhiều thời gian công sức và thứ quan trọng nhất là kinh tế. Và cái chiếc Exeter 10 dưới đây may mắn có một được người chủ hội tụ đầy đủ những yếu tố nên đã biến em ấy trở nên là vô cùng xinh đẹp. Khoác trên mình một cái dàn lông đen được lãm kết hợp cùng với hai tông màu xanh bạc nổi bật trên cái nền phong cách tem là MX Skin. Ngoài ra chiếc xe độ còn có trang bị đồng hồ Kosho Uma dành cho Exeter 10 tích hợp rất nhiều chức năng đo đạc. Cái cụm tăng tốc Dono giúp cho hành trình di càng ngắn hơn, tăng tốc thì nhanh hơn. Nhìn gần hơn em ấy ta thấy thêm cái bao tay Dono và gù dẹp xinh xì. Cái cụm tay thắng của Rambo AZ 19 do cái khổ tay cũng khá lớn nên chủ thường xuyên phải cắt chế lại nơi đầu đèn đôi chút. Dàn chân trước được trang bị heo dầu của Rambo logo lớn hay biết đỡ xứng kết nối cùng nhiều heo chỉ gaffer thất lòng CNC tạo ra một chuỗi combo bất diệt. Cái cổ bô titanium một món đồ chơi được rất nhiều em biker ưa chuộng trong một thời gian hiện nay. Giảm sóc sau sử dụng cái phục Colin bình dầu rời. Ngoài cái màu vàng đặc trưng thì cái phục này còn đem đến cái độ nhúng êm ái hơn là cái phục xin khá nhiều. Dàn chân sử dụng cái mâm của Jazz tuy nhỏ gọn nhưng vô cùng cứng cáp. Và đây là chân dung của chủ xe rất là điển trai. Cảm ơn bạn đã dõi video trực tiếp. Nhớ like, share, subscribe.